Hôm nay SmartRetail là đã đi giao cho hệ thống Head Nghĩa Vũng Tàu bao gồm 7 cửa hàng và đây là cửa hàng cuối cùng của chúng tôi. Rất cảm ơn Head Nghĩa đã tin tưởng SmartRetail. Xin cảm ơn.
hôm nay SmartRetail đã đi giao 7 cái màn hình chân đứng quảng cáo cho hệ thống Khách Nghĩa ở dưới Vũng Tàu. Và tuần này là mình đã đi rất nhiều nơi. Nếu quý khách có nhu cầu về màn hình quảng cáo chân đứng, màn hình các treo tường, màn hình quảng cáo ngoài trời, xin liên hệ với SmartRetail.